Từ trước đến nay, gần như tất cả các nữ diễn viên nào vào vai Tiểu Tam, Trà Xanh, người thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì đều bị nhận gạch đá từ khán giả. Lương Thanh, Hương Giang, Mai Phương, Quỳnh Nga, Việt Hoa đã phải chịu không ít áp lực khi vào dạng nhân vật này và thậm chí nhiều người còn nhầm lẫn vai diễn với diễn viên ngoài đời. Trong phim mới Gia đình mình vui bất thình lình, Ngọc Anh tiếp tục đảm nhận vai diễn tương tự là Mai, cô nữ sinh thực tập đem lòng cảm mến công, anh chàng kỹ sư lạnh lùng ít nói. Trong khi công đã có vợ, một mẫu phụ nữ hiền dịu, đảm đang và nhẫn nhịn nhưng đứng trước cô nữ sinh ngây thơ, hồn nhiên, trẻ trung và đầy nhiệt huyết, công cũng không tránh khỏi những giây phút xao lòng. Ngọc Anh trở thành tâm điểm, bị khán giả ghét trong thời điểm hiện tại. Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Anh có chia sẻ ý kiến của mình. Cô viết, vai mình trên Gia đình mình vui bất thình lình là dạng vai gây nhức nhối cực. Vậy mà đọc bình luận trên nhiều trang phim thấy nhiều người vẫn rất thấu hiểu và bảo vệ mình trước vô số những lời đả kích. Cảm ơn mọi người vô cùng vì đã sáng suốt và rạch ròi giữa phim và đời. Nữ diễn viên cũng chia sẻ về hình tượng ngoài đời của mình. Ngọc Anh theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ nên trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khoe dáng của mình. Dù nhận được không ít ý kiến không hay về phong cách này, nhưng Ngọc Anh cũng cho biết, phong cách chỉ nói lên gu, sở thích và một phần tính cách không nói lên năng lực công việc, phẩm chất đạo đức, đâu mọi người. Nếu được chúng ta xem nhẹ lại mọi thứ cho cuộc sống dễ thở. Cuối cùng Thùy là Thùy chạy trốn thanh xuân, Ngọc là Ngọc phố trong làng, Mai là Mai gia đình mình vui bất thình lình, Ngọc Anh là Ngọc Anh nha, đừng lẫn lộn bởi mình không giống bất cứ cô nào đâu ạ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.